hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Địa Phật Quốc TV Kính thưa liệt quý vị Giờ đây chúng ta đang lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp Vào tối thứ ba hàng tuần lúc 8 giờ Chúng ta đến với nội dung Đại Bác Niết Bàn Và hôm nay là phần tiếp theo của Phẩm Tư Tướng Phẩm tứ Tư Tướng Lúc bây giờ Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật như thế này như lời Phật dạy không chỗ chứa nhóm nơi anh biết đủ như chim bấy không dấu không thể tìm bạch thế tôn những nghĩa này là thế nào trong chúng hội đây ai được gọi là không chỗ chứa nhóm ai được gọi là nơi anh biết đủ ai đi nơi hư không chẳng thể tìm dấu mà sự đi này là đến phương nào kính thưa liệt quý vị bồ tát ca diếp qua đoạn kinh này có ý nêu ra lời dạy của đức thế tôn hành trạng của một vị xuất thế giống như nhãn quá trường không ánh trầm hàng thủy nhãn vô di tích chỉ ý thủy vô lưu ảnh chi tầm hành trạng của người xuất thế giống như cánh nhạn bay ngang lưng trời và bóng của nó đỡ lại trong đáy nước chim nhạn kia không có ý đỡ lại bóng hình và đỡ lại dấu vết và nước thì không có cái ý lưu giữ bóng hình nhưng tất cả nó tạo ra một bức tranh thật sự là sống động kỳ diệu của một phương trời tự tại à, giữa giữa hư không cho nên thưa quý vị ở đây chúng ta thấy hành trạng đó là cái cách mô tả hành trạng của một một vị giải thoát nhưng ở đây ca diếp bồ tát lại ý muốn hỏi rằng ở trong chúng này ở trong hội này ai là được cái chỗ không chứa nhóm ai là được như cái hạnh ăn nơi ăn thì biết đủ ai đi trong hư không mà tìm không dấu vết và sự đi này thì đi vào đâu đến phương nào bởi vì thưa quý vị tùy theo căn tánh của chúng sinh mà Đức Thế Tôn có sự khai thị khác biệt. Chúng ta thấy người mới vào đạo, Thế Tôn tán tháng, tán tháng cái công hạnh bố thí, cái công hạnh phước điền, cái công hạnh mà sống cứu nhân độ thế. Và đi xa hơn nữa thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy Thế Tôn vậy đó là cái hạnh giải thoát khỏi luân hồi sanh tử và đất quả niết bàn. Thì ở đây Câu hỏi đầu tiên được đặt ra đó là Phật dạy luận về chứa nhóm là nối về về của báo. Của báo đó như thế nào? Này ca diếp, chứa nhóm có hai thứ, một là hữu vi, hai là vô vi. Chứa nhóm hữu vi là hạnh thanh văn, chứa nhóm vô vi là hạnh như lai. Vậy thì rõ ràng ở đây, chúng ta nói chứa nhóm hữu vi là hạnh của thanh văn nghĩa là sao? hạnh thanh văn như thế nào gọi là chưa nhóm hữu vi bởi vì hạnh thanh văn cầu cầu cái đời sống nhàn rỗi cầu cái đời sống tịch tịnh cầu cái đời sống viễn ly đó là hạnh đoan nghiêm nhưng đối với một vị bồ tát thì sao một vị bồ tát thì xem thế gian này là vô trụ xứ niết bàn các ngài có thể tích chứa vô lượng tài sản ngập ngà châu báu mà hoàn toàn không có phạm giới bởi vì nếu như không tích chứa như vậy thì lấy phương tiện đâu để mà cứu vớt chúng sanh đang khổ não. Do vậy cho nên ở đây chúng ta thấy công hạnh của thanh văn đã khác thì công hạnh của Bồ Tát lại càng khác hơn. Và ở đây chúng ta thấy hạnh vô vi tuyệt đối là chỉ có chư Phật mà thôi. Còn tất cả chúng ta thì đều nằm ở trong ít nhiều của thế giới hữu vi. Hữu vi đây là thế giới của, của luân hồi của ngũ ứng. Nó còn cái gì đó biểu hiện từ hình hài còn cái cánh giới vô vi của Phật thì chúng ta không thể nào tìm ra dấu vết. Phật nói này ca diếp, tăng cũng cũng hai hạng, một là hữu vi, hai là vô vi. Thế nào là hữu vi và thế nào là vô vi? Hữu vi đây chúng ta gọi là là cái quả chứng đắc và gì? Vô vi tức là gì? Là cái gì? Cái đất của đất Gọi là Chẳng hạn như thế này Một vị A-la-hán thì cũng có hai hạng đó là a-la-hán hữu vi và a-la-hán vô vi a-la-hán hữu vi là gì là kinh vô học, ngữ vô học, ý vô học, à, thân cảnh tất cả mọi thứ đều biểu hiện ở hành trạng của một bậc vô học còn nói tâm vô vi đó là cái cảnh giới nội tâm của một vị a-la-hán một vị a-la-hán bất sanh bất diệt ở trong tất cả mọi pháp Cảnh giới này là cảnh giới vô vi Hay nói cách khác Vô vi là sự sâu sắc ở trong nội tâm Còn hữu vi là những cái gì Biểu hiện ra hình hài Ở đây tên cũng vậy Một là hữu vi Hai là vô vi Hữu vi tên gọi là gì Là thanh văn tên Thanh văn tên không có chứa nhóm Nhờ Những tôi tớ đồ vật phi pháp Kho đụng lúa gạo Muối mề đậu bếp còn nếu có người đến nối Như Lai cho chứa tôi tớ các đồ vật như vậy, người ấy sẽ bị báo rút lưỡi. Nghĩa là gì? Nghĩa là Đức Thế Tôn cho phép Đức Thế Tôn không cho phép một cái vị một vị tỳ kheo, một vị thanh văn thanh là chứa những cái gì? Những cái sản vật gọi là bất tịnh. Sao gọi là sản vật bất tịnh? Bởi vì đó là những cái sản vật mà nó có nguy cơ giữ mình ở trong luân hồi sanh tử cho nên đó gọi là là bất tịnh. còn những cái gì mà chúng ta xả viễn ly thì đây chính là cảnh giới cảnh giới thanh tịnh còn nếu có người đến nói như lai like, cho chứa tôi tớ các đồ vật như vậy người ấy sẽ bị quả báo là là rút lưỡi nghĩa là gì là đức thế tôn hoàn toàn không có cho phép không cho phép như vậy và nếu như mong muốn rằng Đức Thế Tôn hãy cho như vậy, cho như vậy tranh luận với Thế Tôn những điều này là những điều phi pháp, cho nên nó mắc kêu quả báo gọi là rút lưỡi. Hạng thanh văn đệ tử của Như Lai gọi là không chứa nhóm cũng được gọi là nơi ăn biết đủ. À, sao gọi là là hạng thanh văn của của của, của đệ tử Như Lai là là không chứa nhóm mà nơi ăn biết đủ. Còn nếu như mà có tham ăn ấy, thì gọi là chẳng biết đủ. Vậy thì ngược lại không tham ăn đó là là biết đủ và biết đủ ra thì là gì tức là thiếu dục tri túc là một đời sống của một vị thanh ven tinh ở đây chúng ta thấy sau khi thành đạo dưới của bồ đề đức thế tôn đến tại vườn lộc uyển mà giáo hóa cho năm anh em kiều trần như chúng ta còn nhớ sau khi giáo hóa năm anh em kiều trần như xong rồi thì đức thế tôn đi giáo hóa một ngàn chúng đệ tử của Ba anh em thờ thẳng lửa, đó là Tổ mà ha Ca diếp Và chúng ta thấy rằng khi có một ngàn vị đệ tử, hơn một ngàn vị đệ tử trướng lão kỳ túc ở trong hàng bà la môn xuất gia ở trong giáo pháp của Phật, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại dạy với ba cái hình thức giáo hóa. Ngài thể hiện thần thông giáo hóa, rồi là gì là oai nghi là phép tích và, và, và ngôn thuyết giáo hóa. Thành ra những điểm này là những điểm mà chúng ta thấy cần phải phải thấu hiểu. Và ở trong bối cảnh đó, mô hình sống đầu tiên sau khi vua Tần Bà Sa La dân cúng cho vườn rút, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn dạy các vị tỳ kheo không được ngủ quá ba đêm ở dưới một một khóm trúc. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như ngủ dưới hơn quá ba đêm, cẩn thận không khéo tâm chúng ta lại sở hữu cái bụi trúc đó tâm chúng ta nó dễ dàng dính mắc ở trong trạng thái sở hữu sở hữu thân sở hữu tâm sở hữu nhà cửa sở hữu chùa chiền sở hữu tất cả đây chính là một điều nguy hiểm bị vạn vật vô thường cuối cùng chúng ta không sở hữu được cái gì nhưng mà trong cuộc sống thì chúng ta cứ tưởng chừng như là mình nắm bắt được nó do vậy cho nên tâm sở hữu lại khởi lên và vô tình tâm ấy lại đầy đọa chúng ta ở trong trầm luân sanh tử do vậy cho nên Thế tôn không có muốn chúng đệ tử của ngài sống với một đời sống sở hữu vậy cho nên ngủ dưới gốc cây trúc mà cũng không được quá ba đêm và chúng ta thấy tâm của người xuất gia lúc bây giờ thông dong tự tại như gió qua nhà trống à, như vậy thì ở đây chúng ta thấy đó là cái sự tự tại an lạc còn ở trong cuộc sống cần phải thọ dùng một ít thực phẩm để tồn tại đây cũng là lẽ thường tình nhưng Thế Tôn dạy ăn những gì không tạo nghiệp thì có thể ăn. Và ăn những gì á là thái đủ là được. Bởi vì sao? Bởi vì ăn chính là để nuôi thân. Chứ không phải để tìm cầu cái sự sung sướng trong bữa ăn. Người xuất gia hạnh đệ tử của Phật là như vậy. Và như vậy gọi là nơi ăn biết đủ, không tham đắm ở trong bữa ăn. Thành ra đây chính là đời sống phạm hạnh của một vị một vị tăng mà qua đó chúng ta gọi là chứa nhóm vừa cua báo tức là công đức lành công đức báo của chúng ta nó chắc chúa dần dần nay một chút mai một chút và càng ngày nó lại càng nó lại càng dồi dào càng ngày càng sung mãn cái hạnh giải thoát rồi đến câu hỏi số 2 Bồ Tát Ca Diếp muốn hỏi Phật và thì người khó tìm dấu thời là bậc gần đạo vô thượng Bồ Đề như lai nói người này Dầu đi mà không chỗ đến Dầu đi mà không chỗ đến Lúc bây giờ ca giết Bồ Tát mới bạch Phật Là hàng hữu vi tánh còn không chứa nhóm Huống gì là vô vi tánh Vô vi tánh chính là là Như Lai Thế sao Như Lai lại có chứa nhóm Và chứa nhóm đó là các dấu Thế nên Như Lai phàm có nối ra đều không lẫn tiếc nào gọi là là cất dấu. Đó chính là cái câu hối mà của Ca Diếp Bồ Tát trình lên Đức Phật. Thì ở đây chúng ta thấy này, chính hạn như á chúng ta thấy nhớ lại câu chuyện của một cái vị trí thức Bà La Môn đương thời tên là Lọc Đầu. Ông có biệt tài gõ đầu lâu biết người ấy vì sao chết bệnh gì dân nhân gì duyên gì và chết rồi tái sanh vào đâu các vị có thể nghe lại bài giảng trong chương trình bác quan trai gõ đầu lâu biết tái sanh vào đâu mới thấy được biệt tài của của bà la môn tên lộc đầu quả thật ở trong kinh điển mô tả kiến thức của ông trên thông thiên văn dưới tường địa lý bất cứ lĩnh vực nào vợ phạm trù triết học và kiến thức nào ông đều lầu thông hết thấy ngay cả đầu lâu của người chết mà cầm lên gõ mấy cái cũng biết người đó vì sao mà chết nam hay là nữ nếu như chữa lành bệnh của họ thì nên chữa cái gì bằng chất gì và tâm thức của họ chết rồi sinh vào đâu khả năng có một người thật là siêu việt Quả thật xã hội Ấn Độ cổ đại có những nguồn kiến thức mang cái tính là mang tính mang cái tính là là là, là gọi là cái triết học siêu việt như vậy chúng ta thật khó có thể hình dung được và do vậy mà hôm ấy Đức Thế Tôn cùng với lọc đầu đã hai, hai vị đã từ đại tẩy núi Linh Thú và đi xuống dọc truyền núi và đi dần tới một cái nghĩa địa gọi là nghĩa địa Tha Ma gọi là rừng Tha Ma người ta chết thường hay đem bỏ xác vào đó do vậy cái cánh rừng đó y như là một khoảng núi toàn là xương khô và lúc bây giờ Đức Thế Tôn cầm một cái đầu lâu lên đưa cho lọc đầu báo lọc đầu hãy gõ và biết xem hãy đoán xem à, đoán xem cái tâm thức của người này đang sinh vừa đâu đây là nam hay là nữ vì sao mà chết chết rồi sinh vừa đâu và quá thật thế tôn đưa lên cái đầu lâu là nam là nữ là già là trẻ lọc đầu đều có thể phân biệt rồi như là một lực sĩ coi giữa cánh tay đức thế tôn ẩn mất và đến một cái cái vùng khác đem về một cái đầu lâu đưa cho lọc đầu lọc đầu gõ gõ mà chẳng biết rằng á là đầu lâu này là của ai và vì sao chết và chết rồi sanh vào đâu ông ta nghe cái âm thanh của cái tiếng đầu lâu đó nó không không xa không gần không vọng và không ngưng tụ và cũng giống như là một ngọn lửa mà sau khi tích rồi tìm không ra dấu vết cho nên ông ông đành chịu thua không biết rằng đầu lâu này là của ai và như thế nào và chết rồi đi vào đâu Thái Tôn nói rằng làm sao ông có thể biết được biết được tâm thức của một vị A-la-hán, biết được hành trạng của một vị đa A-la-hán sau khi diệt tận rồi thì có thể, có thể đi vào đâu. Những điều như vậy được ghi lại trong kinh, chúng ta thấy quá ư là tuyệt vời. Trong kiến giải của Đức Thái Tôn cũng như là giáo nghĩa mà Ngài dạy cho cuộc đời. Quả thật chúng ta nếu như muốn có hạnh phúc vĩnh hằng chúng ta không thể nào rời khỏi giáo pháp của Như Lai mà tìm cầu có được cho nên ở đây chúng ta thấy như một người á là giàu gặt à, gọi là 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 tìm dấu tìm không ra đó là chỉ cho cảnh giới niết bàn. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta thấy à, bây giờ lúc bây giờ ca diếp Bồ Tát đưa ra câu hỏi và lập tức luận lý rằng nơi cảnh giới đó là chỉ cảnh giới niết bàn của của Bồ Tát của Phật. Cho nên ông mới nói rằng không thể tìm ra dấu vết đó gọi là niết bàn. Trong niết bàn không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, lạnh nóng, gió mưa, sanh và bệnh chết. 25 cõi lìa các sự lo khổ và các phiền não. Niết bàn như vậy là chỗ Như Lai ở thường không biến đổi vì nhân duyên ấy Như Lai đến trong rừng Ta La nơi đại niết bàn mà nhập đại niết mà nhập đại niết bàn. À, tại sao gọi là rừng ta la là đại niết bàn? Bởi vì nơi đó là nơi mà sáu đức phật trong quá khứ đã diệt độ. Cũng tại rừng ta la này, đây là truyền thống chư phật tìm tới cái chỗ này để mà diệt độ. Thì Thế Tôn cũng vậy, đến tại rừng sa la để mà nhập đại niết bàn. Niết bàn của Thế Tôn còn có thể di chuyển trong cuộc đời hoàn hóa lợi sinh. Đây gọi là Niết bàn hữu dư, tức là còn rơi rớt lại những cái hiện tượng hình tướng để chúng ta còn có thể y cứ. Còn Ngài đến rừng Sa La rồi và đi vào ở trong Niết bàn diệt tận vô dư, cho nên chúng ta không thể nào tìm ra được dấu vết nữa. Đây gọi là Đại Niết bàn. Và thở thức mà Ngài nhập Niết bàn thì nhập như thế nào? Đi ra khối sơ thiền, nhập vào ở trong nhị thiền. đặc tính của sơ thiền, đó là ly sanh, đó là là ly sanh hỷ lạc. Tức là gì? Đó là ly dục, ly ác, bất thiện pháp mà đạt đến chỗ hỷ lạc. Rồi nhị thiền, đó là đỉnh sanh hỷ lạc. Đỉnh sanh hỷ lạc là cánh giới rời khối tất cả gì? Tất cả tư tưởng mà chúng ta gọi là tầm và tứ. Tầm và tứ là cái cơ quan, là gì là động lực khiến cho trí não và tâm tư chúng ta hoạt động giờ đây rơi khỏi tầm và tứ thì tự nhiên chúng ta đi vào ở trong định mà do vậy sanh hỷ lạc chúng ta cũng phải cẩn thận định sanh hỷ lạc kia có phải là sự giải thoát hay không hay là cái kết quả tất yếu của một quá trình hành thiền cho nên chúng ta biết rằng tâm chúng ta yêu thích cái cảnh giới này đây là trạng thái tâm nhiễm hỷ và tâm nhiễm hí thì nó vi tế hơn là tâm nhiễm sắc thông qua năm giác quan. Tâm nhiễm sắc còn thông qua trong tâm ý thì tâm nhiễm thức. Và nhiễm sắc hay nhiễm thức đi nữa thì vẫn là nhiễm. Mà một khi đã có nhiễm thì phải có gì? Phải có đọa lạc trầm luân. Đây chính là những điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm sâu sắc cái tính lô rích học của nó để chúng ta nhận ra. Như vậy thì ở đây á, chúng ta thấy rằng một người một người mà mà đi vào ở trong niết bàn gọi là niết bàn vô dư thì làm sao có thể tìm ra dấu vết như là cảnh giới của Phật được? Cho nên Phật nói này Ca Diếp chữ đại đó tánh ấy rộng lớn như người sống lâu vô lượng tuổi thì gọi là đại trưởng phu. Cái chữ đại trưởng phu này là chỉ cho một người sống lâu vô lượng và người sống lâu vô lượng này phải hiểu rằng là họ có nhiều phước báo cũng giống như là thiên chúng ở tại cõi trường thọ thiên ở tại quốc độ đó thì người ta sống lâu vô lượng và gần như người ta quên mất đi cái khái niệm chết là gì thành ra thế tôn cũng đã đến đến đó để giảng về đạo lý vô thường họ không chấp nhận họ cho rằng làm gì có vô thường làm gì có chết làm gì có khổ cho nên ở đó trở thành một ác nạn cho người tu hành tại vì chỉ có cuộc đời khổ não chúng ta mới sợ khổ mà cầu mong giải thoát còn giờ đây khổ không sợ thì cơ sở nào để chúng ta tiến tu giải thoát thành ra do vậy cho nên á cái chữ sống lâu vô lượng tuổi thời của đại trưởng phu này chúng ta phải khéo hiểu nghĩa chứ không phải rằng cái tháng một người thiệt là già già cứu đế như vậy á sống chín mươi trăm mươi tuổi chúng ta gọi là đại trưởng phu chúng ta hiểu như vậy không đúng và cái nghĩa bóng của đại trưởng phu nó là gì đó là cái tâm tư quán đại của một kế trưởng phu những điều này chúng ta nên hiểu theo nghĩa đó thì hay hơn Người này nếu có thể an trụ nối chánh pháp thời gọi là bực siêu thanh trong loài người. À, tức là gì? Tức là những cái vị trưởng lão kỳ túc, những cái vị mà có cái phước báo thọ mạng, lại biết tu tập ở trong giáo pháp Như Lai nhiều ngày, rồi ở trong cái thời gian đó, ở trong cái 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 khả năng đó tích lũy kiến thức sâu dày đó mà diễn nối giáo pháp của Như Lai thì thế tôn nói đó là bậc siêu thanh ở trong loài người à, và um, chúng ta liên tưởng tới kinh tạng nguyên thủy cũng có câu nói rằng bất cứ hữu tình nào ở trong thế gian này ngưng lại trong giáo pháp của như lai một ít thời gian mà qua đó giảng nói chân nghĩa thì chư thiên cũng sinh tâm cung kính và cúng dường cho nên qua đó đủ thấy rằng đó chính là bậc siêu thanh bậc siêu thanh người chúng ta còn trẻ xuất gia chúng ta có thể đắc quả a à la hán nhưng cũng người ấy trung niên xuất gia thì không thể đắc quả a à la hán mà đắc quả tư đà hàm nói chung là a na hàm tức là quả bắc lai mà thôi còn nếu như ta già yếu rồi mới xuất gia thì khó mà đắc được cái quả a na hàm à, tư đà hoàng tư đà hàm là là dối tức là một kiếp nữa phải tái sanh bởi vì sao như vậy bởi vì khi tuổi chúng ta càng lớn lên sáu kênh chúng ta nó có cái nguy cơ là suy kiệt và do vậy cho nên khả năng ghi nhớ giáo pháp nó trở nên chậm lục và khó khăn. Vì thế cho nên khó mà đến cái chỗ giải thoát. Thành ra đây chính là những điều mà chúng ta phải chiêm nghiệm cho sâu xa. Nếu chúng ta thiếu sự chiêm nghiệm này thì chúng ta không có hiểu được, chúng ta sẽ không hiểu được á, là như thế nào, gọi là an trụ một cách khéo léo ở trong giáo pháp và giá trị của nó như thế nào. Nhưng nói thế không nghĩa rằng người già yếu ai ai cũng không thể chứng A La Hán. Đệ tử cuối cùng của Phật là 120 tuổi cũng chứng A La Hán. Cho nên cái việc chứng quả nó không có phụ thuộc vào tuổi tác. Nhưng ở đây ý nói rằng một người tuổi trẻ chứng A La Hán nhưng không có đi được nữa thì khó mà mà chứng đắc. Còn nếu sau đó thì có thể chứng những cái quả thấp hơn. Đơn giản đó là tập khí mà chúng ta đã, 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 đã làm quen với nó rất là khó trừ bỏ. Thế đây ở đây kinh còn nói tiếp rằng như tám điều giác ngộ của bậc đại nhân mà như lai đã dạy là một người có đủ hay nhiều người có đủ ừ. nếu một người đủ cả tám thời là rất siêu thanh còn nói rằng niết bàn đó không có có tỷ vết ý nói là gì chẳng hạn như ở trong tám điều giác ngộ của bậc đại nhân thì chúng ta biết đây là một bài pháp ngắn nhất mà mà xin lỗi chưa phải ngắn nhất ngắn nhất là bài pháp có mấy câu dành cho bà Hì Gia bà Hì Gia là một người đi cầu pháp Đức Phật đó là ngài chạy chạy rất nhanh hình như theo chúng tôi tính ấy, thì ngài chạy là ngài chạy suốt trong vòng là 36 giờ đồng hồ chạy suốt 36 giờ đồng hồ và và gặp Đức Thế Tôn thì ngài cầu pháp và Thế Tôn giảng cho ngài chỉ có một câu thôi Vậy mà Ngài có được có thể giác ngộ được Cho nên nói rằng bà Hải Gia là người chạy nhanh nhất để đi cầu đạo Và học bài pháp ngắn nhất mà giác ngộ A-la-hán Còn bài mà bà gọi là bác tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân á thì do cái duyên một vị đại đệ tử nào của Phật mà bị mù mắt các vị còn nhớ không ai đạt đến thiên nhãn đỡ nhất vị đệ tử này không có điều kiện học hỏi được nhiều và đi lại di chuyển khó khăn tu tập cũng 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 rất là khó do vậy mà thế tôn đã dạy cho vị đại đệ tử này tám điều giác ngộ của bậc đại nhân sau khi ngài đã đắc thiên nhãn thông đệ nhật và tám điều giác ngộ của bậc đại nhân trở thành một bài học một bài kinh có cái sức gợi cảm rất là mạnh mẽ ở trong hàng tri thức Phật giáo cho nên nó được rất nhiều học giả tri thức yêu quý dịch thuật và giảng dạy ở tại viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc chúng ta cũng có giảng dạy kinh Bát Đại Nhân Giác. Chẳng hạn như điều giác ngộ thứ nhất của bậc đại nhân là gì? Đó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại vốn không ngủ ấm vô ngã, sanh diệt diệt dị, tịch diệt quy lạc. Chẳng hạn như vậy thì chúng ta thấy rằng là, là thế gian vô thường đây là một công án mà chúng ta có quán chiếu triệt để được hay không Thời gian này vốn là vô thường nó là vô thường thì cái gì duyên sinh ra nó và những cái gì sinh ra cái vô thường đó cũng đều là vô thường ở đây ý muốn nói rằng thọ ở trong tâm tưởng, hành và thức đều là vô thường bởi vì sắc vô thường và nhìn thấy sắc vô thường cho nên nó đỡ lại sự đau khổ và nguy hại mà chúng ta thấy sự nguy hiểm thay sách là là vô thường. Do vậy, cho nên tâm chúng ta rời khỏi sách vô thường đó mà khởi niệm nhàm chán viễn ly. Đây gọi là gì? Là thấy được cái sự nhấn chìm của cái đắm chìm của sách và sự gì? Cái um, cái sự nguy hại của sách và và qua đó mà sinh tâm viễn ly sách ba cái bước này chúng ta thấy đó là cái cách quán chiếu từ công án thời gian vô thường còn cái quốc độ chúng ta cũng vậy Nó nguy thúy, nó mong manh như là một cái quả trứng ở giữa hư không Đây chính là câu trả lời của Đức Thế Tôn dành cho một vị tỳ kheo Bởi vì vị tỳ kheo nói rằng kỳ lạ thấy bản Đức Thế Tôn Con dụng thần thông bay ra ngoài hư không Và nhìn thấy quả địa cầu nó tròn lơ lửng ở giữa hư không như là một cái quả trứng mà ở trong nó là một là một cái chất lỏng nóng và như là lửa sôi sùng sục dữ dội tại sao cái vỏ trứng này nó không bị vỡ ra mà nó cứ lơ lửng và tồn tại còn trong khi chúng sinh thì cứ chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui ở trên một cái vỏ địa cầu mỏng manh như vậy tại sao không thấy cái điều mà nguy hiểm chỉ cần nó vỡ ra thì không có ai sống nổi nhưng chúng ta vẫn vui sống ở trong góc độ đó qua đó chúng ta thấy Đức Thơ Tôn đã khai thị cái bài Bác Đại Nhân Giác này rất là tuyệt vời. Nếu như các vị nào có khả năng có thời gian thì nên xem từng câu từng câu trong đó, chiêm nghiệm tư duy sâu sắc chúng ta cũng lãnh hội, lãnh hội được ít nhiều Phật Pháp. Tiếp theo thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy Phật nói rằng như tám điều giác ngộ bậc đại nhân mà Như Lai đã dạy là một người có đủ một điều hay là đủ tám điều. Nếu như có đủ tám điều thì đó chính là bậc siêu thanh là cái bậc siêu việt vô cùng khi học được cái giáo nghĩa đó và người như vậy đó gọi là người đạt được niết bàn không tỳ vết này ca diếp này ca diếp như người bị xương tên độc đau nhức lắm gặp được lương y nhổ tên độc ra rồi truyền cho thuốc hay người ấy hết đau nhức được an vui vị lương y này liền đi nơi đi nơi thành ấp và các xóm làng hễ chỗ nào có người bị thương đau à, bị gọi là bị thương đau khổ liền đến điều trị cũng vậy như lai thành bậc đỉnh chánh giác làm vị đại lương y thấy chúng sanh khổ não nơi diêm phu đề từ vô lượng kiếp bị tên độc phiền não dâm nổ si làm đau nhất bèn nói kinh đại thừa cam lộ pháp dược điều trị nơi đây rồi như Lai là đến xứ khác Nơi có tên đọc phiền não Thấy hiến làm Phật đã điều trị Thế nên gọi là Đại Bác Niết Bàn đây chúng ta thấy Đại Bác Niết Bàn là như vậy Là cái cánh mà Mà gì? Mà ẩn đây hiện kia Vô lượng kiếp Cảnh giới bất khả tư nghì của chư Phật Không ai có thể suy lường cho thấu hiểu được Giá thì ở đây Chúng ta thấy mô tả điều này quá ư lạ là hay À, những câu kinh nhỏ nhỏ nhưng mà chúng ta học chúng ta thấy qua tuyệt vời. Đức thơ tôn là bậc đại lương y không những tự chữa lành cái bệnh sanh tử trầm luân cho mình mà còn có thể cứu não cứu thoát chúng sanh vượt ra cái khổ não đau thương ở nơi cõi diêm phù đề này. Từ vô lượng kiếp bị mũi tên độc phiền não dâm nộ suy làm đau nhất. Câu này quá hay. Từ cái gì? Từ cái tham đắm ở trong dâm trong nộ cho trong tức giận và trong si hay nói cách khác là tham dục sân hận và ngu si và tâm của chúng ta bị cái tên độc phiền não này nó ghim vào đó rất sâu do vậy cho nên làm cho tâm chúng ta đau nhức ngày đêm đi đâu chúng ta cũng than đi đâu chúng ta cũng thấy mình khổ và bao nhiêu cái cảm thọ phiền muộn ưu bi nó cứ thế khởi lên ở trong tâm chúng ta nó làm cho chúng ta đau nhức ngày đêm và gọi là như là một cánh gọi là gì là thống khổ và do vậy mà đức thế tôn bèn nói kinh đại thừa cam lộ pháp dược câu này rất là hay thú vị những cái bản kinh nó có cái hàm ý đem đến cái lợi lạc to lớn chứ không phải là đem đến sự an lạc nhất thời khi chúng ta đã nhận thức được rằng sự tu tập là đem đến sự giải thoát to lớn chúng ta sẽ thấy mình cần phải hành động rất khác so với những người mà chỉ cần giải thoát nhất thời cho bản thân của mình. Những điều này á là những điều mà chúng ta gọi là gì? là đại thừa cam lộ pháp dược. Phải nhận ra như vậy. Một vị bác sĩ đi tìm kiến thức y khoa để tự chữa lành bệnh của mình chưa phải là một vị bác sĩ đem đến lợi lạc cho rộng rãi. Và nếu như có chữa lành cho ai đó nhưng vì mục đích lợi dưỡng danh vọng thì cũng không có gì gọi là cao thượng to lớn. Chỉ có những vị bác sĩ học đầy đủ kiến thức chữa lành cho mình, chữa lành cho người mà còn phát nguyện là ở mãi ở trong các, các 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 khoa của của một trưa, à, của một cái bệnh viện để mà lân mẫn phàm tình chữa lành hết thảy bệnh tật của chúng sanh trong đó. Đây mới chính là đại bồ tát. Thành ra chúng ta thấy một người họ phát tâm như vậy là họ sẽ có cách học khác, thái độ họ nhìn khác. Còn chúng ta học ở trong phạm vi nhỏ hẹp thì tất nhiên chúng ta sẽ có hành động khác. Điều trị nơi đây rồi, như lai lại đến xứ khác. Tức là ẩn thân nơi thế giới ta bà này, sau khi giáo pháp của như lai đã được tuyên thuyết một cách đầy đủ, bốn chúng đệ tử đã có có mặt ở nơi ở thế gian này. Gọi là tỳ kheo tỳ kheo Nay, ưu bà tắc ưu bà di, đã đầy đủ giáo pháp của Ngài ba thừa đã rõ ràng. Cho nên thiên ma ba tuần cầu thính Ngài vào trong nước bàn. Thành ra Ngài đã thớ theo cái lời cầu thính của thiên ma mà nhập nước bàn. Nơi có tên độc phiền não thì thị hiện làm Phật để trị liệu. Đây chính là là điều mà chúng ta cần phải học hỏi. Ở nơi nào có phiền não, nơi đó có gì? Có giá trị của đạo Phật. Cho nên nơi nào còn đau khổ thì đạo Phật chúng ta lại còn có gì có trách nhiệm cứu vớt. Đến một ngày nào đó tất cả tôn giáo sẽ bị hủy diệt. Nhưng chỉ có đạo Phật chính là là gì là những lời dạy còn tồn tại sau cùng. Và có khi khi nào mà những lời dạy của Đức Thế Tôn không còn nữa thì lúc bây giờ thời gian chỉ còn thuần một cái màu sắc đó là sự tàn ác. Người ta không còn tôn trọng những lời dạy và từ bi hỷ xã thì tâm của người chúng ta lúc bây giờ là giải đầy những điều xấu ác. Đó là một cái quá trình tiến ra gọi là cái quá trình hình thành tự nhiên của tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta thấy tại sao có thể nói rằng tâm của người chúng ta quá nhiều loạn trượt. Chúng ta cứ để ý xem trong xã hội. Ngày xưa có những cái từ có những cái từ mà chúng ta thấy rằng ấy là chỉ có dùng ở trong cái cái sinh hoạt tình dục sinh hoạt ở trong cái chốn phòng thê trong những cái điều mà người ta tớ nhị mà ngưỡng ngùng lắm mới đem ra sử dụng và nói nhưng mà ngày hôm nay thậm chí nó còn nó còn dùng cách thoải mái mà nó còn gì nữa mà nó còn dùng không giống cái nghĩa đó nó gắn lên một cái nghĩa khác nữa mới giới sợ thành ra qua đó chúng ta thấy tâm của chúng ta nó loạn trượt loạn trượt tới mức mà trở nên điên đảo và khi mà ngôn từ điên đảo thì đủ thấy rằng ở trong tâm cái sách uống thọ uống nó cũng là những loại điên đảo cực kỳ và khi điên đảo cực kỳ nó diễn ra ao ạt ở trong tâm như vậy tâm có hữu tình mà loạn trượt như vậy thì thế giới này chúng ta thấy có quá nhiều điên đảo là lẽ phải phải có mà thôi cho nên ở đây á chúng ta thấy ở đây thưa tôn nói rằng đại bác niết bàn đó chính là gì đó gọi là chỗ giải thoát chỉ có vậy thôi thế nào gọi là đại bác niết bàn thì đại bác niết bàn chính là là giải thoát mà giải thoát thì có hai con đường một là tận diệt tất cả tất cả khổ còn hai là gì là hành bồ tát đạo để đem đến vô lượng an vui gọi là thiện hạnh phúc thù thắng thiện hạnh phúc thù thánh tức là nơi đó không còn khổ không còn khổ tức là an vui an vui tức là giải thoát tất cả mỗi ưu phiền mà giải thoát đó chính là là niết bàn cho nên niết bàn đây chính là giải thoát Tùy nơi nào có chúng sanh đáng được điều phục Thời như lai ở trong ấy mà thị hiện Đây chính là một điều mà chúng ta phải ghi nhớ Tới cái giai kỳ nào đó mà Phật mới ra đời Chứ không phải Phật tùy tiện mà ra đời Chúng ta hãy nhìn xem Chư Phật ra đời Khi giáo Pháp tan lụi hết rồi Chư Phật khác mới Vì Phật khác mới ra đời Còn bây giờ giáo Pháp như lai còn ở đời đây Mà chúng ta không có trân trọng tu tập À, thọ trì sử dụng thì Đức Thế Tôn ra đời để làm gì? Chúng ta ước ao được kẹp Phật một lần nhưng Phật ra đời để làm gì? Để dạy giáo pháp giải thoát. Trong khi giáo pháp của ngài đang còn hiện tiền, chúng ta không học, không trân trọng, không có trong quý, không giữ gìn, không hành theo. Như vậy thì giàu Phật có ra đời hay không ra đời, điều đó có ý nghĩa gì ở trong cuộc sống của chúng ta? Cùng lắm chúng ta thỏa mãn sự cung kính và hiếu kỳ. Ở đây chúng ta thấy rõ đó là gì? Đó là tùy nơi nào có chúng sanh đáng được điều phục thì Như Lai ở nơi đó mà thể hiện. Vì chân vì nghĩa chân thật thẩm thâm như vậy cho nên gọi là đại bác niết bàn. Và ở đây lúc bây giờ Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn y sư ở trong đời có thể điều trị được thương tích cho tất cả chúng sanh hay chăng? Hay nói là một bác sĩ có thể điều trị được tất cả thương tích của chúng sanh hay không? Thế Tôn nói rằng này ca diếp, thương tích của người đời phàm có hai thứ. Một là bệnh có thể trị, hai là bệnh không thể không thể trị. Bệnh có thể trị thời y sư trị được còn bệnh không thể trị thì y sư không trị được. Ca Diếp Bồ Tát lúc bây giờ bạch Phật. Cứ như lời của Phật dạy, thời Như Lai đã trị bệnh cho chúng sanh nơi diêm phù đệ này rồi. Nếu nói đã trị rồi, sao nơi đây còn có chúng sanh chưa được Niết Bàn? Nếu chưa được Niết Bàn cả, sao Như Lai nói rằng điều trị đã xong mà muốn đến xứ khác? Chúng ta thấy luận lý của Bồ Tát Ca Diếp hết sức lạ là, là gân gũi và sâu sắc. Ngài có ý thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế lâu dài. Và nói rằng trị bệnh nơi này xong rồi đến nơi khác giống như một lương y. Vậy thì lương y thấy bệnh của chúng sanh chưa hết tại sao bỏ đi nơi khác. Rõ ràng chúng sanh ở trong cuộc đời vẫn còn nhiều khổ đau phiền não. Tại sao Thế Tôn lại không trụ thế dài lâu để mà dẫn dắt chúng sinh lại có thể là đi vào Niết Bàn để hiển cái thần lực sáng một cái quốc độ khác ý của ca diếp vẹn vẹo hội thế tôn vấn nạn là như thế ca diếp bồ tát lúc bây giờ à, mới bạch phật nữa ngài nói rằng nếu nói đã trí rồi à, xin lỗi phật lúc bây giờ mới nói này ca diếp chúng sanh trong diêm phụ đề này có hai hạng một hạng tinh và một hạng không tin à, đó là điều mà chúng ta cần phải cần nhắc một hạng tin và một hạng không tin Chúng ta biết tín là mẹ sinh ra công đức Hủy hoại tín tâm của người khác Tức là hủy hoại vô lượng công đức của người khác Và nếu như công đức không có được thiết lập Tất nhiên người ấy cũng không bao giờ chứng thánh được Cho nên đây chính là điều mà chúng ta phải cẩn thận Cẩn thận Thành ngày xưa chư tổ còn nói rất là khéo Là phá giới cái tội nó nhẹ hơn là phá kiến à, Phá giới đôi khi là mình phạm chính bản thân của mình Tự mình đọa, mình ráng mình chịu Nhưng mà phá kiến tức là mình phá hoại cái niềm tin của của người khác Và một khi mà họ bị mất cái niềm tin Họ thối thắt tâm bồ đề Thì khó mà mà tu tập, khó mà giải thoát được Qua đó được thấy rằng là một hạng tin và một hạng không tin Mà người không tin thì tức là tự đoạn cái hạt giống trí tuệ của mình Hạt giống giải thoát của mình nhưng thưa quý vị, không tin lợi là như thế nào và tin là như thế nào tin là tin cái gì và hành theo niềm tin như thế nào chứ đâu có thể nói rằng cứ tin đi cứ tin đi rồi sẽ được như vậy không thể nói như vậy được phải không thưa quý vị thành ra cái niềm tin nó phải được xác quyết trên trí tuệ phải có sự nhận thức Giọng dắt sôi sáng của trí tuệ hạn có lòng tin thời ở đây chúng ta thấy đức thánh tôn nói là như lai trị được vì sẽ không phiền não sẽ sẽ không phiền não quyết định được niết bàn thế nên như lai nói là trị chúng sanh nơi diêm phù đề rồi à, ở đây chúng ta hiểu rằng hạng có lòng tin thì gọi là hạng trị được vì sẽ không có phiền não quyết định được niết bàn à, nghĩa là gì tức là người có niềm tin thì họ sao họ sẽ không có phiền não họ sẽ học trong giáo pháp của như lai họ tu tập tinh tấn ở trong giáo pháp của như lai do vậy mà mà họ quyết định là dần dần đi vào ở trong niết bàn cho nên thế tôn thường nói ở trong giáo pháp của ta bất cứ một chúng sanh nào ở trong cảnh giới bốn bọc lưu này mà có thể dừng lại trong giây lát tu tập thì đều có thể dẫn tới những kết quả giải thoát màu nhiệm cũng như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là có niềm tin thì người đó chắc chắn là sẽ đoạn trừ được phiền não và cho dầu như lai có ở đời hay không có đời thì giáo pháp của ngài vẫn còn lưu bố đó và người đó chỉ cần hành trì theo y lời Phật dạy thì người ấy người ấy sẽ được gì được giải thoát khỏi tất cả khổ não còn cái hạng không có lòng tin tức là hạng nhất vấn đề nhất vấn đề là gì là là người đó là nghĩ cái gì cũng ác nói cái gì cũng ác làm cái gì cũng ác đây gọi là nhất vấn đề như vậy thì nhất chứng đề là người khó là không có lòng tin. Chúng ta hãy so sánh một người không có tín tâm như là một người nhất chứng đề. Người không có niềm tin, không có tin nhân quả luân hồi, không có tin khổ tập diệt đạo, không có tin Phật, không tin tâm bảo, không tin gì cả. Người không tin như vậy thì có việc xấu ác nào mà họ không dám làm. Chúng ta hãy tự luận câu này thứ sao Người không có lòng tin thì không có bất cứ việc xấu ác nào mà người ta không dám làm. Đây chính là điều đáng sợ vô cùng. Và những hạng mà như vậy thì liệu chúng ta có thể đổ được không? Liệu chúng ta có thể chuyển hóa được hay không? Cho nên lúc bây giờ Thái Tôn mới nói rằng trừ hạng nhất sinh đề ngồi ra đều đã trị xong. Trừ hạng nhất sinh đề thì tất cả đều trị xong là như vậy. Thế nên Như Lai gọi là không không thương không thương tích. À. Xin lỗi, thế nên Niết bàn gọi là không thương tích. Niết bàn gọi là không thương tích là gì? Là bởi vì đã trị lành xong, nơi đó không còn tái sanh, không còn không còn những cái thuốc mà dẫn tới gì? Dẫn tới những cái bệnh khổ trong đó nữa. Cho nên gọi là gì? Là đã trị xong không còn thương tích. ha à, Đó chính là những điều mà chúng ta cần phải lấy nghe sâu sắc ở trong lời dạy của Phật. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe. Chúng ta xin dừng ngăn đây. Nam mô bốn sư Thích Ca màu Ni Phật. Phật hiện thân ở đời Như hoa ưu đàm bát Bạn vật đều vô thường Lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời